khó hơn mở tiệm tóc nữa đó các em á. Trước khi mình mở là nó phải lại kiểm tra hết đúng rồi, nó phải coi coi có đủ tiêu chuẩn. Mấy bây giờ mấy anh chị mà em là để dành cái đầu tóc dài dài cho anh Minh hết với giá là khoảng 700 ngàn. Bao lâu tôi là khoảng 700 ngàn á hả? Dạ khoảng 700 ngàn hả? À? Ừ, không biết nhiều nữa khoảng 700 ngàn mà anh nói mình làm hết. Còn nếu mà hết gọi là 45, mà ở đây đa số nó hết là gọi không, mà tại là thành phố này là dân làm văn phòng nó hết. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt ở tiểu bang California của nước Mỹ. Và đứng kế bên Bùi Hồ đây là anh Minh, một người con của Việt Nam sinh sống tại Mỹ hơn 30 năm. Anh Minh ơi, hiện nay thì cái tuyến đường mình đang đứng ở đây á thuộc thành phố nào, và anh có thể giới thiệu cho cô bác quý anh chị biết vì sao anh em mình có mặt ở đây. Xin chào khán giả của kênh Bùi Hồ TV nha. Hôm nay là rất hân hạnh được em Bùi Hồ ghé qua Mỹ thăm. Thì giới thiệu đây là thành phố San Carlos của California, miền Bắc California. Cái thành phố này là dân cư là người Mỹ không à, hầu như là người Mỹ không, không có Á Đông nhiều. Thì qua cái tiệm này làm thì cũng được 6 năm rồi. Trước đó thì làm mười mấy năm ở bên thành phố khác. Rồi mới dời qua đây. Anh Minh là làm một cái chủ hair salon hay cái quán gì, một cái chủ tiệm tóc. Và đặc biệt là anh Minh chỉ hớt ở cái khu vực này á, là anh Minh chỉ hớt cho người Mỹ thôi, đúng không anh Minh? Vì ở đây, ở khu vực đây không có Việt Nam, không có Á Đông, không Á Đông ít lắm. Không có người Á Đông luôn. Và cái công việc làm của anh thì vì sao anh lại mướn ở một cái khu vực mà anh là một người Việt Nam thì mình không mướn ở cái khu vực gần người Việt Nam cho nó tiện hay là dễ, mà vì sao lên tại vì hồi đó mới ra nghề cái là làm cái khu Mỹ rồi, cái bây giờ khách cái lượng khách nó đông rồi, không có giờ đi đâu được hết á. Ở đây thì hớt tóc nó có giống như ở Việt Nam là mình đến tiệm là mình hớt không, hay là phải không, đặt đây, online như thế này? Có những cái tiệm lớn thì nó nhiều thợ thì nó có tự động nó đến, nhưng mà ở đây có một mình anh làm mà, thành ra khách nó tự động nó tới một hai lần, nó thấy chờ lâu quá ra nó lấy hẹn không à. Nó lên trên online, nó book trên online á. Bây giờ qua cái tiệm của anh đứng xíu vào phía đây, bên đây là cái tiệm của anh Minh nè. Chị có thể xúc tới đây tí xíu đây. Minh Hairstyle. Đây là cái thời gian mở cửa của anh. Đúng anh rồi, bây giờ cái lịch mở cửa đó. Anh Minh thì mở cửa thứ hai nghỉ. Thứ hai đóng cửa mở từ thứ ba cho đến chủ nhật, và từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Chị quay đây, đây là giờ mở cửa của anh nè. 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Cũng có một điều mà mình rất mến cái tình cảm của vợ chồng anh chị, đó là ngày hôm qua. Và 3 giờ chiều là anh Minh đóng rồi. Và trong lúc mà trên xe là có một cái anh khách Tây điện thoại cho anh Minh nói là muốn tới lại hớt tóc. Thì anh Minh nói là đóng cửa rồi, có hẹn cái lịch sau. Đó. Vậy là mà anh Minh biết gần đây tới mỗi một cái người thợ hớt tóc thì khoảng bao nhiêu tiền anh? Hớt cái đầu nam, đây là chuyên về tóc nam, một cái đầu nam thì hớt 35 đô, mà nếu mà hớt mà gội nữa thì 45 đô. Nếu mà cái khu Việt Nam á, thì tại thành phố này người Mỹ, chứ cái khu Việt Nam mà mở hớt cái đầu có khoảng 12-15 đô. Chọn cái khu này thì mình hớt được nhiều tiền hơn, giá nó cao hơn, thì cái tiền rent rồi mặt bằng nó cũng mắc hơn. Nó mắc hơn. Là hớt tóc mình không tính so sánh sự chênh lệch giữa thu nhập và cái chi tiêu. Nhưng mà Bùi Hồ từ ở Việt Nam là để dành cái đầu tóc dài dài cho anh Minh hết với giá là khoảng 700 ngàn. Bao lâu tôi là khoảng 700 ngàn hả? Dạ khoảng 700 ngàn hả? Không biết nhiều nữa, khoảng 700 ngàn mà anh nói mình làm hết. Còn nếu mà hết gọi là 45, mà ở đây đa số nó hết là gọi không, mà tại là thành phố này là dân làm văn phòng. Nó hớt xong là nó gọi đầu là nó mới về nó làm, thành ra không như là 45 đồng đó. Có nghĩa là ra khỏi tiệm tóc là không có dính cái tóc rụng ở trên áo đó. Là 45 đồng thì coi như là khoảng 1.2 triệu vậy á. Mà khoảng 15 phút. 15 phút là xong. Hớt cái đầu không đó 15 phút, mà nếu hớt gọi luôn là khoảng 20-25 phút. Hôm nay thì thôi qua Mỹ ghé tiệm anh hớt thử coi như thế nào. bữa nay hớt khách, có khách VIP tới nè. Dạ mời cô bác anh chị cùng vô bên trong. Dạ. Cái không gian rất là xanh và sạch ha. Anh ở đây có những cái hàng cây anh được cắt tỉa rất là gọn gàng luôn nè. Và đây là cái số điện thoại của anh Minh luôn. Cô bác anh chị thấy không? Đây là Minh Hairstyle, có số điện thoại luôn. Bây giờ vô trong ha. Ở cái lớp cửa ngoài này thì để chắn côn trùng. Ở trong thì cái phòng máy lạnh. Đó. Đây, mời cô bác anh chị cùng vô đây ha.
Rồi, giờ em đặt cái này ở đây đi. Để dưới này đi. À, để nó đi. Ừ, đây là chỗ gội đầu. Ở đây thì tổng cộng là được hai ghế anh Minh ha. Hai ghế. Giờ có khách chờ. Cái hớt tóc, cái để nhuộm tóc. À, bên đây một cái hớt, một cái nhuộm. À. Nhìn cái tiệm tóc của anh đẹp đẹp. Anh Minh ở đây thì việc mà hớt tóc á thì mình có cần không phải mang về cho, mang về cho. Dạ, học cái bằng nó như thế nào anh có thể chia sẻ nữa. Học lâu học phải 1600 giờ. À, nếu mà học 8 tiếng một ngày đó mình giống như đi làm là 1 năm đó. 8 tiếng một ngày hả? Ờ, 8 tiếng ngày là 1 năm đó, 1 năm đó là một tuần 5 ngày đó. Ừ. Y chang cái giờ đi làm đó là học 1 năm đó, 1600 giờ đủ cái giờ đó mới đi thi được. Ôi trời ơi, phải thi nữa hả? Thi khó lắm, thi thực hành, thi lý thuyết. À, sau khi đậu nó mới cấp cái bằng. Đó, sau khi mà đậu mình phải có cái bằng này nè là mới là mở tiệm được nè. À, nó cấp cái bằng đó đó. À, có cái bằng này mới mở tiệm được. Đúng rồi. Xin giấy phép khó không? Xin giấy phép cũng hơi khó. Cái này là xong cái đó xong rồi cái gì giấy phép mở tiệm nè. Đó. Đây nè. Hai ba thứ là một cái ở đây. Cái này là cái bằng đúng không? Cái bằng để hành nghề đó. Hành nghề. Còn ở dưới này. Ở dưới này cái bằng là sau khi Covid á nó bắt mình phải thi một cái này để vệ sinh, để phòng ngừa vệ sinh. Còn cái kia là cái giấy để hành nghề, cái giấy để mở tiệm. À, để mở tiệm. Còn cái này của thành phố nó cấp cho mình có quyền mở tiệm ở thành phố này. À. Còn cái kia thì cứ Google đó. Dạ. Yeah. Còn là bằng khen của mấy Google nó khen đó. Nè, à nó khách đánh giá, khách đánh giá, đánh giá năm sao đó. Với là cái thằng Gem nó hai cái trang mà ở Mỹ người ta đi đâu người ta cũng vô người ta dòm cái này để người ta tới đó. À, anh được 5 sao hết á, mà hai cái đó đó. À, có 5 sao rưỡi không? Em đang cộng thêm. Đầu tiên là mình sẽ thấy được cái sự thân thiện, nhiệt tình của ông chủ tiệm tóc. Hai là đánh giá về cái độ đẹp trai. Thôi, ba là cái không gian vệ sinh. À. Ở đây khách nó vô nó thích là cái vệ sinh á. Tụi an toàn vệ sinh nó vô nó một lần một nó chấm nó nói là nó vô tiệm tóc thường thường là phải có cái những một hai điểm lỗi mà của anh là nó bấm zero luôn. Đó mình em thấy không? Dây nhỏ ở mấy tiệm tóc khác ở dưới là dây tùm lum hết, anh có một cộng dây màu à. Dạ. Yeah. Làm gọn. Ở cô báo các anh chị biết là khi mà ở Mỹ việc để mà đặt lịch, bút lịch vào những cái quán ăn hoặc là những cái tiệm tóc là việc mà hoặc là dịch vụ xe chẳng hạn thì việc đánh giá sao nó rất là quan trọng. Nó sao là hai cái điểm đó, yeah. Đó đúng mà hai cái điểm nếu như mà đánh giá sao mà nó thấp thấp á. Thì nó sẽ không nổi lên. Người ta search ở trên Google thì nó sẽ không có nổi lên. Nhưng mà tiệm nó sẽ mắc vấn khách luôn. Vấn khách luôn. Nên đánh giá của khách hàng là số 1 ha. Anh nói giấy bên đây là giấy gì? Của thành giấy phố. Giấy của thành phố. À. Giấy nó cho mình mà mở tiệm đó. Dạ. Giấy bằng của thành phố đó. À, còn bên đây là hình ảnh của khách của khách. Khách nó tặng mình á. Ồ. Nè nó tới là khi chụp với chung với anh rồi nè đó. Hay nè. À. Đây nè, đây là hình ảnh sau khi mấy ca sĩ đó. Mấy nghệ sĩ đó. Mấy ca sĩ đó, ca sĩ của Mỹ đó. À, đây nè, đây nè chị. Ở cô bác anh chị thấy không? Đó toàn là dân giới showbiz. Là chụp xong là anh sẽ làm một cái khung hình à, để lên á. À. Nè bữa anh mốt về Việt Nam với công này nè. Ông ẩm con Jessica hồi nhỏ đó. Dạ. Ông ở trên kìa, trên. Ở đây nè. Đó, đó ông đó đó, ông bác sĩ đó. À, là anh này là bác sĩ. Bác sĩ bệnh viện Stanford á. Bác sĩ đó. Tháng 3 là anh về chung với ổng đó. Cái này là anh Minh nè. Lâu lúc sang Jessica đó. Jessica mới có mấy tháng đó. À, bây giờ nó 16 tuổi rồi đó. Cô báo của anh chị biết là khi mà ở Việt Nam của mình á. Việc mở tiệm tóc nó dễ dàng lắm. Chỉ cần là có giấy phép mở là được rồi. Không có cần phải đi học 3 tháng mà giỏi thì khoảng 1-2 tháng là xong rồi. Còn ở đây để mở một cái tiệm tóc này ra là cả một vấn đề. Đúng rồi. Đầu tiên là phải đi học đủ giờ. Phải được cấp một cái bằng cấp. Nhưng mà bằng đó là ai cấp cho mình? Cái bằng học cắt tóc á. Là phải tiểu bang. Nó có cái giống như nha lộ vận vậy đó. Giống như mình đi thi lái xe mà vô ngay cái nha lộ vận. Còn cái này là nó vô trong cái trung tâm đó là dành cho những người làm nail, làm tóc. Cái là phải cơ quan có thẩm quyền. Có thẩm quyền đúng rồi. Dạ. Đi thi đàng hoàng, có giám khảo chấm đàng hoàng. Ở Việt Nam thì thằng em của Bùi Hồ nó mới mở được cái tiệm tóc ra là học 3 tháng á. Mở tiệm tóc ra xong là hết thôi. Vậy không có đâu. Rồi trước khi mở cái tiệm tụi an toàn vệ sinh nó phải tới nó coi, nó kiểm tra coi đủ tiêu chuẩn để mở cái tiệm không nữa. Chứ đâu phải là em muốn mở lại mở. Dạ. Em hỏi tí xíu là
ở đây có nó có cái dịch vụ để mà lấy cái tay không, đâu không, vì không. Nó không được, không 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 được phép làm cái đó, không được phép, không được phép. Cái tay là có nhiều tiệm người ta làm là người ta làm đại thôi chứ không có nó, cái luật nó không có cho. Nó bắt được là nó phạt luôn, nó phạt nặng lắm. Cái đó chỉ có bác sĩ mới có quyền can thiệp vô cái lỗ tai mình thôi, còn mình là không có được quyền móc gì trong đó hết á. Nên là nữ là Bùi Hồ hỏi để cho cô bác với chị biết, tại vì anh Minh là chỉ hớt tóc và gội đầu thôi, còn cái việc anh có nhuộm tóc, có nhuộm tóc nữa. Còn cái việc mà lấy cái tay là chỉ có bác sĩ thôi, là người có chuyên môn, có thẩm quyền mới được quyền can thiệp vô trong lỗ tai của mình, còn mình làm không dám đâu. Bác được nó phạt đó, phạt nặng lắm á. Còn muốn mở được một cái tiệm tóc là phải có học đúng số lượng giờ nè, và phải được thi, phải có giám khảo đàng hoàng, và cơ quan có thẩm quyền cấp. Mở được cái tiệm tóc là phải có được cái giấy phép, nhiều công đoạn lắm, danh nhiều rồi, nhiều công đoạn lắm. Đây là ông chủ ngay tại nước Mỹ cơ bản. Chờ bây giờ thì nhỏ thôi, thì sẽ lên đây ngồi cắt tóc đi, sẽ lên đây ngồi cắt tóc nha. Nếu như một Bùi Hồ là khách Việt đầu tiên mà cắt ở Mỹ. Khải đầu tiên kênh Phao Ca đó, Khải là đầu tiên. Khải đầu tiên, em là người thứ hai. Gì đó. Dạ. Nhìn cái ông chủ hớt tóc thôi là anh có hớt nữ không? À, nữ nhuộm tóc không mà chứ không có cắt. Chắc nữ lại nhuộm nhiều đúng không anh? Tại gặp anh đẹp trai quá. Chị đưa anh đi hớt tóc gì mà hớt nữ chị ghen không? Trời ơi, ghen thì đâu có cho làm ghen đâu. Thường là một cái máy đầu vậy là khoảng 15 phút anh ha. Khoảng đầu trung bình là khoảng 15 phút. Tiêu chí của mình là sau khi mà khách ra khỏi tiệm là sẽ không còn một cái sợi tóc nào trên áo. Đúng rồi, bắt buộc họ đi làm văn phòng mà. Thường thì người Mỹ họ hớt tóc, họ có cầu kỳ dữ mà. Không, tóc nam cũng đâu có cầu kỳ gì đâu. Tóc nam là người Mỹ họ tóc họ làm văn phòng, họ không đâu có mua đen, họ chứ tóc họ cũng dễ cắt lắm. Tóc nó mềm mà nó nằm xuống nữa, áo đông mình mới là khó cắt á. Áo đông mình tóc nó hay dựng lên á. Đánh giá khách hàng của Mỹ so với ở người Việt Nam của mình thì khách hàng của Mỹ có dễ chịu không? Mỹ thì nó khó chịu rồi nha. Mỹ mà cái khu này là cái khu dân sang trọng á, nó cũng khó tánh lắm. Mình hết là mình có cạo mặt thôi luôn không anh Minh? Không, đây không có cạo mặt. Vì em được biết là đối với người Mỹ á, việc mà mình can thiệp những cái lưỡi lam vô cái da mặt nó họ, mà nếu như mà vô tình mà gắp cái da mặt á là mệt đó, là mệt lắm, nó xù quá, thua mình đúng không? Đúng rồi. Nên để làm hớt tóc cho những người dân Mỹ mình cũng phải rất chỉnh chu hết ha. Chỉnh chu quá, đúng rồi. Ở Việt Nam mình thì sáng tạo ra nhiều kiểu, nhưng mà ở Mỹ thì họ đơn giản hơn hả? Ở Mỹ đơn giản đúng không? Dạ. Cái ông thợ hớt tóc là rất là đẹp trai, còn ở mình là có bộ đồ, ở Sài Gòn thì mình không nói, là còn ở miền Tây á thì có cái bộ đồ đồng phục là xong. Đúng không? Giờ có nhiều khi nó để cái ghế ngay ngoài chợ đó, ha. Dạ. Ha, để cái ghế ngay cái góc nào ha, họ cắt để bình dân đó, ha. Dạ, cắt bình dân. Cái đó cũng vui chứ. Dạ. Nhớ cái đó, hồi xưa anh có Việt Nam thì khi cũng có đi cắt cái đó đó. Làm đâu phải thổi sạch sẽ làm thấy không? Dạ. Anh Minh nói là có chia sẻ là đối với hớt ở đây thì mỗi một người khách như vậy là có giá là khoảng $35. $35. Dạ. Còn ở những cái khu khác thì nó khoảng khu Việt Nam á, Việt Nam khoảng từ 20 đô. Không, từ 12 tới $15 mới tìm Việt Nam á. Dạ. Một ngày vậy thì nhiều khách không anh Minh? Ngày cũng nhiều em, khách nó quen nó cuối tuần thì đông lắm. Trước đây thì khi anh qua Mỹ thì anh làm cái công việc gì anh Minh? Ở bên Việt Nam anh làm thợ may. Dạ. Thợ may đồ tây á. Dạ. Rồi sau đó là cơ duyên đến với người tóc này luôn. Qua đây đi làm hãng điện tử giống chị Mùi vậy đó. Dạ. Xong rồi bị thất nghiệp xong cái đi
chính phủ nó cho tiền mình đi học nghề đó, cái chọn nghề này nè. Có nghĩa là khi mình là cho tiền luôn. Dạ, quốc tịch Mỹ rồi thì mình thất nghiệp là chính phủ sẽ lo cho mình một cái nghề. Cho mình chọn. Lúc là mình thích học nghề gì thì học, thì lúc đó thì học nghề tóc nè, vừa mình vừa học thì được chính phủ tài trợ luôn. Ồ hay ha. Chứ nếu mà mình đóng tiền là cũng đóng mấy ngàn, 4-5 ngàn á. Rồi lúc thời gian học thì có cho tiền hỗ trợ sinh đó, hoạt không? Thì cái tiền học nghề riêng, còn cái tiền mà nó cấp dưỡng để mình sinh hoạt, ăn uống kia riêng đó. Dạ. Đối với ở Mỹ, cô bác anh chị biết là những cái chi phí thuê nó cũng đắt đỏ lắm. Mà để làm một chủ một salon hay là tổ chủ một cái tiệm nail thì phải cực kỳ giỏi luôn. Nhưng mà cái mở cái tiệm nail còn khó hơn mở tiệm tóc nữa đó. Tại tiệm nail có cái hệ thống nước thải rồi đó. Dạ. Khó, còn tóc là nó chỉ có cái sinh nước rồi đầu thôi. Nó cũng nó còn dễ hơn tiệm nail là có mấy cái spa làm chân rồi nó phải có hệ thống xả nước rồi đó. Nó chắc cũng kỹ lắm, nó cũng còn khó hơn mở tiệm tóc nữa đó. À, trước khi mình mở là nó phải lại kiểm tra hết. Đúng rồi. Nó phải coi coi có đủ tiêu chuẩn. Bây giờ mấy anh chị mà mở tiệm nail là còn khó khăn, trước khi mở là cũng khó khăn hơn mở một cái tiệm tóc á. Nó có nhiều cái hơn. Mà mấy cái tấm chọn này một người khách là một cái tấm hết á. Dạ. Yeah. Chứ không có xài chung. Là một người khách nào là một tấm riêng hả? Riêng ở bên này nó kỹ lắm. Chỗ đây nó kỹ lắm. Lúc trước Covid là nó xài cái loại mà bỏ đi á. Mấy cái tấm chồng mà bỏ đi á. Mấy cái lược, mấy cái đồ này là phải có sắt. Làm xong người khách phải có sắt trùng hết á. Phải nói chia sẻ những cái chi tiết như thế này cô bác của anh chị có thể hiểu thêm ha. Mà phải nói là đó. Một cái lượng này bỏ vào đó đó. Xong rồi làm cuối cùng mình mới đi sát trùng rửa. Có nghĩa là hớt một người khách thì dùng dùng được không? Lượt mới đây, hớt một cái vô là quăng qua bên đó. À. Không có đâu xài lại được. Khách nào cũng xài đồ mà mới nó được sạch lên mắt sẵn. Cái đó là do quy định của... Đúng rồi, quy định của cái sở vệ sinh đó. Dạ. Hớt xong một người khách là đem đi... Vô họ vô, họ khi mà lâu lâu họ tự động họ tới, không gọi chứ là tới, nó mở từng hộp tủ ra, nó xét, nó coi đó. Ồ. Ghê lắm á. Nó tới, nó đâu có báo trước với em, tự động nó tới à. Rồi nó đưa giấy ra, nó là của sở vệ sinh, nó xuống vậy thôi. State Board thì có thể người Việt Nam họ không hiểu, nhưng mà nó cái chỗ an toàn vệ sinh á. Nó tới. Mình phải có đóng tiền cho họ không? Không. Nhưng mà chắc nếu nhưng mà mình... nếu mà họ tới một lần rồi cái tiệm nào mà họ phạt lỗi nhiều ra họ tới hoài à. Còn tới cái tiệm nào mà không có lỗi là không tới nữa. Dạ. Nó tới làm tại nó còn mấy tiệm nào mà đã phạt rồi đó là tới hoài. Như một cái tiệm tóc như thế này thì ở đây đóng thuế cao không anh? Tùy theo tiệm em. Dạ. Lớn nhỏ. Nhưng mà ở Mỹ là em biết là đóng thuế cái gì cũng cao hết rồi. Dạ. Như anh chị có chia sẻ là mỗi một người khách là một cái tròn này riêng này, sau khi xong thì phải giặt. Phải vệ sinh rồi cho nó. Cái này nói là trong cái tiệm anh là phải rất là nhiều cái đúng rồi, cái tấm nó nhiều lắm. Dạ. May mắn được anh chủ tiệm tóc hết. Cô bác anh chị mà mai mốt mà có đi du lịch về thành phố San Jose á thì lên Google gõ chứ có anh hả? Có rồi thì đó, khách nó biết anh từ thằng Google đó. Dạ, từ gõ vô cái chữ bên hai tay là có liền. Nói Việt Nam ảnh sẽ ưu đãi.
vì sao mình không lấy thì ở cái khu nào vực này thì mình không lấy một cái tên gì đó. Em thấy thường là người ta kèm thêm một cái tên tiếng Anh vậy anh Minh hả? Không, để mình từ Việt mà lấy tên Việt luôn đi chứ. Dạ, đó, cái chất Việt Nam á. Ờ, Việt Nam, gốc Việt Nam mà. Dạ. Mình muốn vẫn đâu có quên cái gốc Việt Nam của mình được. Dạ. Bùi Hồ cứ nói chơi với anh cứ hất cho em cái cười nào mà cho nó tây tây xanh xanh đỏ đỏ không được. Thầy giáo mà làm gì có cái màu đen đó. Dạ. Ở đây thì nhu cầu nhuộm tóc cao không anh Minh? Nhuộm tóc nhiều chứ. Nè. Ồ, đó. Thấy chưa? Ồ. Rất là mau nha cô bác anh chị. Rất là mau mà nhưng mà rất là đẹp nha. Đó. Rồi đó, vậy là xong cái đầu. Đó. Một cái đối với anh á thì việc phục vụ cho khách ở Việt Nam á, khách Việt á thì nó sẽ đơn giản hơn so với khách Mỹ. Và cái việc nãy giờ anh Minh mà hớt cái đầu tóc cho Bùi Hồ, cô bác quý anh chị thấy chỉnh chu từ cái cây lược cho đến cái tấm tròn và cho đến khâu vệ sinh. Mọi người khách lại quét sạch đấy, người khách mới lên ghế ngồi được chứ không có được cộng tóc đâu. Dạ, và sau khi hớt một người khách nào thì tóc, phần tóc lơ vãi ở dưới này nè, quét sạch là sẽ. Nó phải sạch lại. Kể cả cái phần lược nè, ở cái phần khăn tròn nè, cái khâu vệ sinh, tất cả đều đánh giá 5 sao. Đó, phải quét sạch sẽ đó, là quét, em thấy quét vô có cái chỗ hút tóc nè, thấy không, đâu cần phải hút gì đâu. Ờ, có cái chỗ hút tóc hả? Nè. Rồi. Rồi. Thấy không? Không lóc vô gì đó, đầy đi đỏ là. Ồ. Đó. Hút tóc vậy thôi đó. Đây là cái máy dành riêng cho hút tóc. Hút tóc đó, hút tóc đó đúng rồi. Ồ, cô ơi vậy thấy kinh khủng. Mai mốt mà em qua em có thầy vui rảnh thời gian du lịch rảnh em qua đây em cùng với anh em làm trợ lý cho anh. Thôi, là không dám làm trợ lý đâu, chả không nổi đâu. Dạ. À, thưa với cô bác anh chị, đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ngay tại đất Mỹ, được anh Minh là người con của Việt Nam hớt tóc cho Bùi Hồ, phải nói là rất đơn giản nhưng mà rất là đẹp luôn. Và để chia sẻ đoạn clip này thì phải nói chân thành cảm ơn anh Minh đã hỗ trợ cho Bùi Hồ để cho người con của Việt Nam của mình ngay tại Việt Nam biết một cái nghề hớt tóc ở Mỹ là như thế nào. Anh Minh ơi, em cũng xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều đã tạo cho một cái mẫu tóc rất là đẹp. Và thứ hai là luôn chúc cho anh và chị cùng có sức khỏe dồi dào, và đặc biệt là ở trên cái đất Mỹ xa xôi như thế này thì anh và chị càng ngày sẽ càng cái sự công việc cũng như sự nghiệp á, lẫn sức khỏe càng ngày càng phát triển thêm. Anh có muốn nói lời nào với lại cô bác của anh chị ở kênh em? Cảm ơn. Thì qua bên đây định cư thì cố gắng thôi, ở đâu cũng phải đi làm á, nhưng mà mình cũng muốn giữ cái nếp của Việt Nam vậy thôi, không muốn lấy cái tên Mỹ tên gì hết á. Dạ. Việt Nam thì cứ là mình xài tên Việt Nam thôi. Bao nhiêu đó là đều đủ thấy thương. Anh có muốn gửi lời nào đối với cô bác anh chị là người Việt Nam thì chỉ nói là rất là thương Việt Nam, người Việt Nam, nước Việt Nam, đi đâu du lịch cũng chỉ muốn về Việt Nam mà chứ không muốn đi nước nào hết. Đó là cái quê hương mà, không? Dạ. Quê hương là chợ phải ngọ. hay nói vui với anh Minh thôi, nhưng mà hôm nay chia sẻ clip nè. Thật ra là ở California này có một cái nơi gọi là kinh đô điện ảnh, đó là Hollywood. Mà Hollywood thì nó nằm ở khu vực Nam Mỹ, ở Nam Cali. Còn ở đây là Bắc Cali mà nhìn anh Minh giống như diễn viên Hollywood. Rồi một lần nữa thì chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Chân thành cảm ơn anh Minh cũng như là chị Mùi đã đồng hành cũng như là hỗ trợ Bùi Hồ để cho Bùi Hồ có dịp ở trên đất Mỹ này có chia sẻ những cái hình ảnh về người Việt tại Mỹ cũng như là cảnh quan của Mỹ cho cô bác anh chị biết luôn. Dạ. Cảm ơn, xin chào khán giả của kênh Bùi Hồ TV nha. Dạ. Chúc tất cả mọi người nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại.